tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong cuộc điện đàm với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14 tháng 3, thủ tướng Đức Olaf Scholz đảm bảo rằng các đối tác quốc tế của nước này sẽ hợp tác chặt chẽ về hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết cuộc điện đàm trên diễn ra một ngày trước cuộc gặp giữa ông Schol và tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Berlin trong ngày 15 tháng 3 để thảo luận về viện trợ cho Ukraine. Về phần mình, ông Zelensky cho biết ông và nhà lãnh đạo Đức đã thảo luận về hợp tác quốc phòng và ông đã thông báo những nhu cầu ưu tiên phòng thủ của Ukraine. Cho đến nay, Thủ tướng Scholz vẫn từ chối lời kêu gọi cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus, cho rằng quân đội Đức cần phải tham gia để giúp vận hành loại tên lửa tầm xa này và điều đó có thể dẫn đến leo thang xung đột quốc tế. Thủ tướng Scholz khẳng định, đó là ranh giới mà tôi không muốn vượt qua tư cách là thủ tướng. Ngày 14 tháng 3, Quốc hội Liên bang Đức Bundestag một lần nữa phủ quyết đề nghị chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine được coi là một trong những hệ thống vũ khí hiện đại nhất của Đức. Taurus là tên lửa phóng từ trên không, có tầm hoạt động trong khoảng 500 km. Tên lửa di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh và bay ở độ cao chỉ 35 mét, khiến các hệ thống radar khó phát hiện. Bên cạnh đó, một tập đoàn chế tạo vũ khí của Đức đang lên kế hoạch xây dựng ít nhất 4 nhà máy sản xuất ở Ukraine, với mục tiêu đạt doanh thu kỷ lục 10 tỷ euro, tương đương với 10,9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Theo AFP, xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí của Đức trong bối cảnh nhiều quốc gia tìm cách tái vũ trang trước mối đe dọa ngày càng lớn từ cuộc giao tranh đã kéo dài sang năm thứ ba. Từ năm 2023, nhu cầu tăng vọt đã đẩy chỉ số chứng khoán của Tập đoàn Chế tạo Vũ khí Khổng lồ của Đức, Rohes Metal, lên hàng Das Blue Chip, bao gồm 40 tập đoàn niêm yết lớn của nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu-EU. Phát biểu tại buổi công bố kết quả kinh doanh năm 2023 của công ty vào ngày 14 tháng 3, Giám đốc điều hành Rohes Mito Asmins Paperger khẳng định, Ukraine hiện là đối tác quan trọng đối với chúng tôi, nơi chúng tôi nhận thấy tiềm năng đạt từ 2 đến 3 tỷ euro doanh thu mỗi năm. Tại cuộc họp này, Rohen Mitho xác nhận đang lập kế hoạch xây dựng ít nhất 4 nhà máy sản xuất vũ khí ở Ukraine. Theo đó, các nhà máy tại Ukraine, quốc gia đang thiếu hụt đạn dược khi Nga giành được lợi thế trên chiến trường, sẽ sản xuất đạn pháo, xe quân sự, thuốc súng và vũ khí phòng không. Rohen Mitho có trụ sở tại Dusseldorf chuyên sản xuất các bộ phận dành cho xe tăng Leopard, phương tiện mà Berlin chấp thuận chuyển giao cho Ukraine sau nhiều do dự. Rohen Mitho đạt mức doanh thu kỷ lục 7,2 tỷ euro trong năm ngoái và đang hướng tới mục tiêu 10 tỷ euro trong năm 2024. Trước đó, các nước thành viên EU tiếp tục thể hiện cam kết ủng hộ Ukraine thông qua việc tăng thêm 5 tỷ euro, tương đương 5,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Kiev. Số tiền này sẽ được bổ sung vào quỹ hòa bình châu Âu (EPF) trong năm 2024. Quyết định trên được thông qua giữa những bất đồng của 27 nước thành viên EU sau nhiều tháng đàm phán, điển hình như đề xuất của Pháp viện trợ cho Ukraine bằng vũ khí do các nước châu Âu chế tạo, hay Đức yêu cầu các khoản viện trợ riêng phải được tính vào quỹ EPF. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell cho biết, thông điệp của khối rất rõ ràng và EU sẽ hỗ trợ cho Ukraine bằng mọi cách. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba trong một tuyên bố về quyết định của EU nói, đây là một minh chứng mạnh mẽ và kịp thời thể hiện sự đoàn kết của châu Âu trong việc giúp Ukraine giành chiến thắng. Tính đến hiện tại, EPF đã hỗ trợ hơn 6 tỷ euro viện trợ cho Ukraine. Các đại sứ EU cũng đã đạt được thỏa hiệp về kế hoạch ưu tiên hàng hóa châu Âu bằng cách cho phép có những ngoại lệ đối với những vũ khí EU không thể cung cấp cho Ukraine trong thời gian ngắn. Sáng kiến trên được đưa ra vào thời điểm Mỹ, quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine đã hết tiền để gửi đến Kiev và đang phải vật lộn để có được khoản chi tiêu bổ sung tại Quốc hội Mỹ các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã phản đối yêu cầu của Tổng thống Joe Biden về hơn 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ bổ sung cho Ukraine, đồng thời cáo buộc chính quyền của ông Biden chỉ kéo dài xung đột mà không đưa ra kế hoạch chi tiết cho một chiến thắng cụ thể. Tranh cãi cũng ngày càng gia tăng về viện trợ Ukraine trong EU, khối này đã phê duyệt gói tài trợ trị giá 50 tỷ euro bị trì hoãn từ lâu cho Kiev vào tháng trước, sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố sẽ không phủ quyết đề xuất này. Ông Oban lập luận rằng Ukraine không thể đánh bại lực lượng Nga và các lệnh trừng phạt của EU đã gây ra nhiều tổn hại cho các thành viên trong khối hơn là Moscow. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 14 tháng 3 thừa nhận Ukraine đã sử dụng tên lửa do NATO cung cấp để tấn công tàu chiến Nga ở Biển Đen. Hạm đội Biển Đen của Nga chịu nhiều tổn thất sau các cuộc tấn công của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Đáng chú ý nhất là vụ việc tuần dương hạm Moskva, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen, bị chìm vào ngày 14 tháng 4 năm 2022. Một số cuộc tấn công do Ukraine tiến hành sử dụng tên lửa hành trình không đối đất. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Kiev đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng một trong những chiến thắng lớn mà Ukraine đạt được là đẩy lùi hạm đội Biển Đen và phá hủy nhiều tàu chiến của Nga nhằm đảm bảo một hành lang rộng mở từ Odessa đến eo biển Bosphorus. Ông Stoltenberg nhấn mạnh một số tên lửa do NATO cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc mở hành lang này. Bình luận của Tổng thư ký NATO đưa ra trong bối cảnh đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, cảnh báo căng thẳng gia tăng khi các quan chức cấp cao Mỹ nói rằng phương Tây cần phải giúp Ukraine tấn công sâu vào Crimea. Theo ông Antonov, tuyên bố này cho thấy sự liên quan trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột nga ukraine đã chính thức được thừa nhận. Trong khi đó, theo quan chức tình báo Ukraine, hai khu vực biên giới của Nga gồm Kursk và Belgorod hiện đã biến thành vùng giao tranh quan chức này cho biết các nhóm vũ trang người Nga chống lại Điện Kremlin đang tiến hành xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Ba nhóm có trụ sở tại Ukraine tuyên bố đang thực hiện các hoạt động vũ trang ở khu vực Bengorov và Kursk, đồng thời kêu gọi người dân địa phương sơ tán vì sự an toàn của chính họ. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Andriy Yusov, người phát ngôn Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cho hay, Kursk và Bengorov hiện là khu vực diễn ra các hoạt động chiến đấu, đây là điều chúng tôi xác nhận. Ông Yusuf nói rằng, những thành viên người Nga của ba nhóm vũ trang nói trên đang bảo vệ quyền dân sự bằng cách chống lại điện Kremlin và họ không có sự lựa chọn nào khác. Giới chức Nga cáo buộc các nhóm này nằm dưới sự chỉ huy của quân đội Ukraine và cơ quan tình báo Trung ương Mỹ ở diễn biến các liên quan, tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 14 tháng 3 tiếp tục khẳng định an ninh của Pháp và châu Âu phụ thuộc vào cuộc xung đột tại Ukraine và nhấn mạnh không chủ trương đối đầu trực tiếp với Nga nhưng sẽ sử dụng mọi cách để Nga không giành chiến thắng. Tổng thống Macron đã đề cập Nga trong khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình TF1 và France 2 liên quan đến chiến lược hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine mới được hai viện Quốc hội của Pháp thông qua. Mở đầu bài trả lời phỏng vấn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá thế giới đã biến đổi sâu sắc trong vài năm trở lại đây và cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đưa cuộc xung đột trở lại châu Âu khi chiến trường chỉ cách trụ sở nghị viện châu Âu tại thành phố Starbucks của Pháp chưa đến 1.500 km. Theo người đứng đầu nước Pháp, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở thời điểm đặc biệt và những gì đang diễn ra tại Ukraine sẽ mang tính sống còn đối với an ninh châu Âu và nước Pháp. Tất cả lựa chọn đều có thể, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bắt đầu một cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ không bao giờ chủ động. Điều đơn giản hiện nay là để có hòa bình cho Ukraine thì phải không được suy yếu và cần phải sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để đạt mục tiêu là ngăn cản nước Nga giành chiến thắng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, ưu điểm trước mắt của Pháp và châu Âu là viện trợ khẩn cấp đạn dược cho Ukraine. Pháp và châu Âu đang liên hệ với các đối tác trên thế giới để mua lại vũ khí và chuyển giao cho Kiev. 27 quốc gia thành viên cũng đang tăng cường phối hợp trong việc cung cấp các loại vũ khí khác nhau cho Ukraine, từ pháo binh đến hệ thống phòng không, trong đó bao gồm cả việc sản xuất trực tiếp vũ khí ngay tại Ukraine.